siêu thị Cốt Mắc những ngày giáp Tết. Trung tâm tiêm chủng vaccine cho trẻ em và người lớn. Mới nãy nghe nói là đang vô á. Bây giờ mình đi vào trong xem coi trong đây bán đồ Tết nhiều không nghe nha. Mừng xuân Giáp Thìn, siêu thị Cốt Mắc. Đây là bán trà, bán kim cương, bán kính. Bên kia là trung tâm tiêm chủng vaccine mới luôn nha cả nhà. Đây là người ta mới mướn để làm đây nha. Phía trong này có massage, bán điện thoại. Đồ rất là nhiều luôn trong những ngày cận Tết ha. Đây là quầy bánh kem Kim Yến My trong siêu thị Cốt Mắc ha cả nhà. Có chỗ để người ta chụp hình Tết thôi cả nhà. Hay đợt đó có chỗ để chụp hình Tết luôn ha. Wow, cái bài này quá trời rực rỡ cả nhà. Chỗ này là để chỗ mọi người chụp hình nha cả nhà. Trong siêu thị Cốt Mắc. Chở chỗ đi đi trời. Nhìn nó thì con đâu có chụp hình đâu. Cái chỗ này là chỗ mọi người đến chụp hình nha cả nhà. Rất là đẹp luôn ha. Nhà Trường Dương đến đây chụp hình. Hôm nay đi siêu thị ngày Chủ nhật. Những ngày cuối năm. Trong kia bán đồ rất là nhiều luôn cả nhà. Quá trời đồ luôn. Quá trời, cái chỗ chụp hình quá trời. Quá trời góc đẹp hơn cả nhà. Thang máy đi lên trên lầu mua đồ cả nhà. Này bán đồ chơi quá trời nè. Quá trời đồ chơi luôn. Đồ chơi con trai, đồ chơi con gái thì nhóc luôn cả nhà. Kẹp nè. Quá trời kẹp luôn. Đi đâu Cường? Kẹp chắc đẹp quá ha mày ha. Cái lòng chim nó thấy cưng nó kêu luôn á. Nó mua một cái về để nhà nó kêu đó. Treo đâu trời? Treo chỗ cây mai á. Hôm nay Chủ nhật thì có tổ chức bánh dân gian nha cả nhà. Đủ thứ loại bánh nha. Tại cái quầy này nè. Bánh củ cải nè. Bánh ít nè, bánh lọt nè. Bánh phơi mì nè, chè nè. Đủ thứ loại nha.
mất tích. Cái này chủ nhật vẫn có làm hả em? Thứ bảy chủ nhật mà. Bánh dân gian thứ bảy chủ nhật mới có cả nhà. Đây là quầy bông hoa cả nhà, quá trời hoa bảy màu nè. Bữa Trường Dương ghi hình ghe ngò của Khơ Len á thì vừa thấy hoa bảy màu nè, quá đẹp nè. Ở đây có bán nè, rất là nhiều chỗ hoa luôn nha. Còn bên kia bánh mứt quá trời luôn cả nhà ơi, quá trời bánh mứt luôn, mấy ngày Tết chuẩn bị tới. Bên đây thì trái cây, ủa cây đó giống nhà mình trồng á má. Má bông cúc bảy màu luôn kìa, thấy không, thấy bông cúc bảy màu quá đẹp luôn nè, bảy màu, bảy màu đó. Thôi đếm rồi, từ lỡ tới đậm á. Đây là quầy trái cây cả nhà, bơm quá ngon, xoài, quýt, bưởi, sa bô, cam, đủ thứ. Ồ, ở đây có cây táo nè, táo mũ, bơm nè, trái bơ chứ quên, bắp cải. Táo rụng nhóc nè, cái cây táo ở đây là táo rụng nhóc. Mê bông rồi, có năm mê bông rồi. Ở ngoài trời ơi, bánh kẹo quá trời luôn nè, gần Tết là quá trời ha con ha. Đồ mấy này nó luôn nè. Nhìn thấy là nôn nao rồi, quá trời. Cái này là, cái này là cái gì, hạt điều nè, hạt điều sấy, kẹo cái này đã không, đây là cái quầy kẹo nè, nhìn thấy em mê chưa, cái quầy kẹo này cả nhà. Quá trời luôn. Quầy bánh kẹo nè. Ăn Tết thì trong siêu thị bán quá trời đồ luôn cả nhà. Quầy bánh kẹo nè, bên đây cũng quầy bánh kẹo nè cả nhà. Kẹo này ngon quá nè. Quá trời. Quà Tết nè cả nhà, quá trời quà Tết luôn nha. Cái đồ Tết không nha, đều để trưng Tết. Nhìn thấy hoa mai là biết rồi, toàn là đồ để trưng Tết không. Chậu gì mấy trăm ngàn á, 876 ngàn mà, quá trời luôn. Quầy bánh mứt, bánh kẹo, bánh dân gian, bên đây có mít sấy rồi đó cả nhà, xoài sấy, chấm vậy, hai chụp hình cho má kìa, mấy chụp hình cho nổi kìa mấy, dầu ăn quá trời, dầu ăn rồi cả nhà. Trình khi giấy đồ Tết quá trời luôn. Hôm nay thì vô siêu thị có mắt quá trời rực rỡ luôn cả nhà, đèn lồng mai đồ quá trời, nhìn thấy không khí Tết. Mấy cái quầy đó cũng chụp hình được trên đèn lồng nè cả nhà, nó quá trời luôn thấy không, quá trời đèn lồng cả nhà. Quá trời luôn. Đi đi rồi, kêu cơm đi lên. Đây là bánh kẹo cả nhà. Bánh kẹo. Ủa ba ơi,
đi đến lầu ba ơi. Nó te te lên lầu mua đồ anh, mua quần áo. Đèn lồng đẹp quá nè mày. Quầy cả nhà, đi dài dài ra phía sau ha. Quá trời đồ tết rồi cả nhà ơi, trong siêu thị cực lắm. Lên rồi mày, mày dẫn nổi lên mày. Lên lầu mua đồ. Lên. Đang lên lầu à. Rồi tết dưới quá trời luôn cả nhà ơi. Ê đi thang lầu như gimbal vậy nè. Đang thang lầu như đi cầm gimbal. Lên lầu mua đồ nha cả nhà. Trên đây thì bán quần áo nha. Bán nha, đồ xịt mũi, nhan mũi, đồ gia dụng. Mua gấu hả gì? Trời mới xe tăng nữa rồi. Nó gặp nó xe tăng nữa rồi. Đây là gấu rồi cả nhà. Mấy con gấu nè, dễ thương. Quá trời. Sao năm gồng không có con gồng vậy? Cọp nè. Trên đây bán quần áo rồi cả nhà. Quá trời quần áo luôn nha. Bây giờ mà bây giờ thì đâu? Vậy hả? Ở trên đây thì có quần áo không rồi cả nhà. Cái này là hoa giả rồi cả nhà. Hoa tết giả nha. Quá trời không. Đây là hoa tết, hoa giả. Bên kia thì chén dĩa rồi ha. Bên đây giày dép, quần áo. Đây cũng có chén dĩa luôn. Ba cái đồ mùa bằng gỗ luôn. Nói chung là tết là đồ rất là nhiều luôn. Bên đây là đồ điện gia dụng. Siêu thị Cúp Mắt 2024. Quá đẹp. Quá đồ. Quá trời đồ luôn cả nhà. Đây là toàn cảnh trên lầu nha cả nhà, cả nhà. Toàn cảnh đồ bán trên lầu của Cúp Mắt. Má đang lựa áo. Áo đẹp đẹp không ha. Cô Năm đi đằng kia hả? Bây giờ mình đi xuống dưới mình xuống dưới này cả nhà. Lên đỏ mua quần áo. Bây giờ mình xuống dưới đây mình quay tiếp tục mấy gian hàng dưới này nha cả nhà. Đây là toàn cảnh phía dưới cả nhà. Phía dưới siêu thị Cúp Mắt ha. Bán đủ thứ loại ha. Mình mua gì mình trúng cái tủ lạnh này đây trời. Có quà cả nhà. Mình trúng cái tủ lạnh này luôn nha. Trời ơi. Mua gì trúng cái tủ lạnh đây. Cả nhà vô đây mua đồ ra có hy vọng là trúng được cái tủ lạnh này. Đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Hello. Mẹ đâu? Ở hả? Đi xuống. Quay quần áo nha cả nhà. Cả nhà đang lựa quần áo. Hôm nay đi quậy hết cái siêu thị Cúp Mắt.
Mấy cái hộp bánh hình con rồng nha cả nhà, 5 rồng, hộp bánh hình rồng luôn nha. Siêu thị Cốc Mắc trang trí rất là đẹp luôn. Vàng này cả nhà, đủ thứ vàng luôn nha. Toàn cảnh ở dưới nè cả nhà, phía dưới nè, phía dưới siêu thị Cốc Mắc đồ quá trời luôn. Đi xuống cho chỗ quầy ăn đi, đói bụng rồi. Đây là gì đẹp, nước tương, nước chấm, các loại nước chấm. Cái gì bác? Cá sầu riêng có hả? Đi coi coi đi. Kem đủ loại nha cả nhà. Đây là kem đủ loại ha. Còn bên kia là đồ lạnh ha. Đồ đông lạnh, sữa rồi ha, da ua rồi. Rau cải bên kia. Đây là toàn cảnh của siêu thị Cốc Mắc nha cả nhà. Chúc mừng năm mới thị Cốc Mắc, trái cây nha cả nhà. Còn đây là quầy thức ăn nhanh nha, thức ăn nhanh nha cả nhà. Muốn ăn gì đi siêu thị thì vòng vòng xuống đây mình ăn nhanh nha cả nhà. Đây là thức ăn nhanh, quầy thức ăn nhanh. Kết thúc video ở bàn ăn nha cả nhà, đi vòng về ăn cơm xong rồi đi về. Đi siêu thị tham quan vòng, bây giờ ăn cơm xong rồi đi về. Ở ngồi với bạn bạn nhân dịp năm mới, Trường Dương xin kính chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.